mình để là demo random. Bây giờ cái random của mình là bằng math.random, thì mình tạo ra đây một con số, mình tạo 10 lần ha, mình tạo 10 lần. Mình sẽ có hàm main và khai báo một biến int y, phải một biến n mình cho là bằng 10. Giống C không? À giống C ha, không có gì lạ cả. Và mình sử dụng một vòng for y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Rồi. Trong này mình sẽ xuất ra, xuất cái gì? Mình sẽ xuất cái match chấm random cộng với cái xuống dòng, match chấm random cộng xuống dòng. Rồi đây 10 số mà mình đã random nó toàn ra cái số lẻ từ 0 cho đến 1 không à. Vậy bây giờ thầy có nhu cầu là tạo ra từ 10 cho đến 20 hoặc là từ 1 đến 10 đi. Hả? Mình muốn tạo một số từ 1 đến 10. Đây nó random ra vậy nè, làm sao mình tạo từ 1 đến 10? Rồi ok, tốt, nhân cho 10 vô. Bạn nói nhân cho 10. Tốt. Rồi, sao nữa? Sao nữa nào? Chính xác. Sau khi nhân cho 10 xong thì có nhiều cách lắm. Một là bạn chia lý dư cho 10. Chia lý dư cho 10 thì từ 0 đến 9. Mà mình muốn lấy từ 1 đến 10 thì cộng thêm 1 vô. Nếu mà dư 0 thì cộng 1. Dư 1 cộng 2, dư 9 cộng 1 là thành 10. Đúng không? Tùy, nhiều cách làm. Bây giờ giả sử chỗ này mình sẽ dùng làm tròn. Lấy cái gì để làm tròn? Này, lại dùng max chấm. Có nhiều cách để làm tròn, một là round, hai là hồi nãy mình làm tròn lên hoặc tròn xuống thì tùy. Quan trọng là con số mình ra mình mong muốn cái gì thì mình làm cái đấy, rồi mình đẩy cái làm tròn này vô. Rồi chạy lại. Đây là số của chúng ta. Số của chúng ta. Làm tròn từ 0 đến 10 luôn, chứ không phải từ 1. Từ 0 đến 10 luôn. Đó. Được chưa? Rồi. Đó là cái cách để mà mình tư duy. Bây giờ giả sử thầy muốn làm tròn từ 10 đến 20. Những con số xuất hiện của mình chỉ có 10 đến 20 thôi. Như vậy là không chính xác nè. Hồi nãy mình nói là từ 1 đến 10 mà nó ra 0 cũng có luôn nè. Bây giờ mình chạy lại lần nữa thử ra mấy. Không có luôn. 10 có luôn. Chưa chính xác nếu mà mình làm tròn kiểu này. Tại vì cái này nó làm tròn lên cho nên nó thấy cái số 10 các bạn. 9 phẩy mấy á. Do nó làm tròn lên cho nên nó có số 10. Còn thằng 0 này á, nếu mà nó có số 0 á là 0 phẩy mấy đó, nhỏ hơn 5, 0 phẩy 3, 0 phẩy 2 thì nó lại làm tròn xuống.
tức là trên cái phần thừa mà trên 5 trở lên thì nó làm tròn lên, còn không nó làm tròn xuống. Còn nếu mà mình muốn chính xác là mình chỉ lấy phần nguyên thôi, thì các bạn có thể dùng cái hàm mã lấy nguyên dưới, dùng bạn dùng plus thì nó lấy nguyên dưới thôi, thì cỡ nào nó cũng lấy nguyên dưới. Thì chỗ này mình đổi lại, mình không có dùng hàm brow nữa, mà chỗ này mình sử dụng hàm floor thì nó chỉ lấy nguyên dưới thôi đó, và nó sẽ chạy từ 0 đến 9 thôi, từ 0 đến 9 chứ nó không có lên 10. Còn hồi nãy đôi khi có 0, đôi khi có 10, là nếu mà ví dụ như 0,2 thì nó làm tròn thành 0, mà 9,6 thì nó làm tròn thành 10 đó. Đó là cái hàm round, được chưa? Cho nên nếu mà trong trường hợp này bạn muốn chỉ xuất hiện số từ 1 đến 10 mà nó đang cho mình là từ 0 đến 9, mà mình cần những số từ 1 đến 10 thì mình làm gì nữa? Sau khi làm tròn xong thì làm gì? Cộng, cộng 1. Thì đảm bảo với các bạn rằng bạn có 100 số và thậm chí 1.000 số, nó cũng chỉ xuất hiện từ 1 đến 10. Đó, không có số 0. Cái này là không có bao giờ có xuất hiện số 0 chỗ này. Bởi vì nếu trong trường hợp mà 0,2 chẳng hạn, thì nó đã làm tròn thành 0, và 0 nó đã cộng thành 1 lên 1 rồi. Cho nên không bao giờ xuất hiện số 0 ở đây. Cả 1.000 số, 1 triệu số, 1 tỷ số cũng vậy. Bây giờ nếu như mà thầy muốn từ 10 đến 20 thầy làm sao? Cộng mấy? Bài toán của mình là random ra những số từ 10 đến 20. Thì chỗ này mình làm gì? Cộng. Cộng 10. Dễ không? Bây giờ này khó hơn nè. Random ra những số 1, 1, 1, 1, 5, 10, 15, 20, 25. Đó, chỉ ra những số này thôi. 5, 10, 15, 20, 25 đi. Bỏ số 1 đi. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Rồi, ok. Làm sao? Không, không ép. Cái này là bài toán dạng tư duy cơ bản thôi các bạn. Cái này là bội mấy? Bội 5 đúng không? Như vậy thì chỗ này là nhân mấy? Nhân. Thì có phải bài toán của mình quay trở lại là tạo ra một bộ số random từ mấy đến mấy? Từ 1 đến 5. Làm được không? Sau khi có kết quả từ 1 đến 5 thì làm gì? Nhân cho 5 thì ra cái này. Đúng không? Thì mục đích của mình là tạo ra các số random từ 1 đến 5. Thì làm gì? Từ 1 đến 5 thôi. Thì cái bài toán này không xài được nữa nha. Cái này không xài được nữa nha. Nhìn đơn giản vậy đó. Hồi nãy từ 1 đến 10 thì dễ. Từ 1 đến 10 thì rất dễ. Nhân 5 là chật lắm. Chỗ này mình nhân 5 đúng không? Rồi theo ý em luôn, nhân 5. À, ở ngoài nhân 5, rồi ok. Cái gì thầy cũng chịu hết trơn á. Rồi nhân 5. Chạy nha. Có luôn không? Mà bắt đầu 5, 10, 15, 20, 25. Có luôn cả không. Chưa chắc. Nó lên đến 35 nè.
45 nè. Cái nào? Cái này hả? Cái 10 này nhân 5 luôn. Rồi. Phải tạo ra nhiều số mình mới được. Còn không thì sau này mình sẽ dùng là gì? Hả? Cộng lên 5 là nó lên 30. Rồi ok. Bây giờ để tạo ra một bộ số từ 1 đến 5, đơn giản là chúng ta sẽ random cái này ra, nhân cho 10. Sau đó các bạn sẽ chia lấy dư cho 5. Chia lấy dư từ 5 là nó ra từ mấy? 1 đến 4. Chia lấy dư cho 5. Chia lấy dư cho 5. Thì có thể là từ 0 đến 4. Được không? Rồi. Và nếu như mà muốn lấy từ 1 đến 5 thì cộng 1. Thì những con số này chắc chắn rằng từ 1 đến 5. Chắc luôn. Random 1 triệu số cũng ra từ 1 đến 5. Rồi sau khi đó thì lấy nguyên cả cái cục này nhân cho 5. Nguyên cả cái cục này nhân cho 5. Và đảm bảo với các bạn rằng nếu như mà các bạn nhìn vào đây mà các bạn gõ lại là bao sai. Bởi vì dấu nó tùm lum hết, đúng không? Nếu như các bạn nhìn vào đây các bạn gõ lại thì nó sẽ nguy cơ bị sai rất nhiều. Vậy thì làm sao mà chúng ta làm cho nó đơn giản? Thứ nhất, nếu như mà mình tư duy như vậy á thì trước tiên mình có cái match chấm random của mình thì mình sẽ biết nó tạo ra những số à 0 đến 1. Rồi sau đó mình nhân cho 10. Và sau đó mình chia cho 5. Nhân cho 10, phần trăm cho 5 tức là chia lấy dư cho 5. Rồi ok, chạy. Chia lấy dư cho 5 thì bởi vì nó là số thập phân. Cho nên nó ra số thập phân. Và mình sẽ làm tròn nguyên cái cụm này. Đây là cái mà chúng ta random ra được. Thì chúng ta Ctrl X. Và chúng ta lại dùng match để chúng ta làm tròn. Và chúng ta lấy phần nguyên thôi. Cho nên chúng ta làm tròn xuống. Mà chúng ta dán cái số hồi nãy vô lại. Dán cái số hồi nãy vô lại. Và chúng ta ra từ 0 đến 4. Mà chúng ta cần là từ 1 đến 5. Thì nguyên cả cái cụm này nè. Cộng thêm 1. Là nó sẽ ra từ 1 đến 5. 1 đến 5. Và chúng ta mong muốn rằng là từ 5 đến 25. Thì nguyên cả cụm này. Nguyên cả cụm này nè. Mở đóng ngoặc. Dán cái đó vô trong. Rồi sau đó nhân với 5. Đấy, mình phải suy luận từ từ như vậy thì nó mới ra. Chứ còn nếu mà các bạn nhìn vô đây, thầy để là match.plot, match.random, nhân 10 chia 5 cộng 1, tí nữa là ngoặc tùm lum luôn. Và các bạn không biết đang ngoặc từ đâu luôn. Đấy, như vậy thì bài toán random này cũng xài khá nhiều trong thực tế các bạn. Bài toán này xài khá nhiều trong thực tế, trong các dự án, nhất là tester. Bạn tạo ra một cái bộ dữ liệu, bạn tạo ra một cái bộ dữ liệu để kiểm thử phần mềm.
thì cái mà sử dụng random này cực kỳ nhiều. Ví dụ bạn có danh sách của sinh viên, bạn có hàng ngàn cái tên, và bạn muốn đẩy cái tên đó vô database của bạn, mà bạn cứ chọn từ 1 đến 10, từ 20 đến 30, từ 50 đến 70. Nhiều khi cái bộ dữ liệu của bạn nó không có đa dạng. Nhưng mà từ 1.000 cái tên đó, bạn sẽ tạo ra một bộ số random. Bạn chọn ra 100 trong 1.000 sinh viên. Lúc này thì nó chọn ra 100 người này, tí nữa chạy nó lại chọn ra 100 người khác, tí nữa nó lại chạy chọn ra 100 người khác nữa. Như vậy thì cái random này không chỉ là random để mà sử dụng số, mà đôi khi chúng ta sử dụng cái số đó để làm chỉ một, chúng ta lấy cái khác. Được chưa? Cho nên nhìn bài toán random là đơn giản, nhưng thực tế chúng ta xài khá nhiều. Đó là bài toán liên quan đến random. Được không?